Dự án cầu Bạch Đằng được xây dựng nhằm kết nối dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với thành phố Hạ Long, kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Phương Thành được giao thực hiện gói thầu XL01 dự án cầu Bạch Đằng. Đây là một gói thầu lớn nhất của công ty cho đến thời điểm hiện tại, với giá trị gói thầu trên 1.200 tỷ. Điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn do nằm trong khu vực hải đảo, việc tiếp cận rất khó khăn. Các hạng mục đòi hỏi công nghệ thi công phức tạp, tiến độ thi công gấp rút như cọc xi măng đất có khối lượng và chiều sâu lớn, cọc khoan nhồi thi công trong khu vực địa chất đá xen kẹp các lớp đất yếu. Nhiệm vụ tổ chức thi công thế nào để đạt được hiệu quả là một bài toán khó đặt ra đối với ban lãnh đạo công ty. Vì vậy, ngay từ ngày đầu triển khai dự án, như điều chỉnh thiết kế hạng mục xử lý nền đất yếu từ phương pháp cọc cát đầm chặt sang cọc xi măng đất nhằm rút ngắn thời gian thi công. Về thiết bị, đã đầu tư trạm trộn bê tông xi măng 90 m khối một giờ để phục vụ thi công. Đây là trạm bê tông lớn nhất của công ty từ trước đến nay, giúp cho công tác sản xuất bê tông của gói thầu đảm bảo được chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Bên cạnh đó, công ty cũng lựa chọn các nhà thầu phụ có uy tín về chất lượng, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về vật tư và nhân công để triển khai các hạng mục công việc có khối lượng lớn, đúc và lao dầm Super T, hạng mục cọc xi măng đất. Đến nay, gói thầu XL01 đã hoàn thành 70% khối lượng công việc và đảm bảo được tiến độ hoàn thành trước 30 tháng 7 năm 2017 theo cam kết. Có thể nói, việc triển khai thực hiện gói thầu này là một trong những điểm sáng tiêu biểu của công ty trong năm 2016. Kế hoạch năm 2017, chúng tôi sẽ triển khai thi công hoàn thiện 4 trên 11 hạng mục mũ trụ còn lại, lao hoàn thiện 11 nhịp dầm Super T trong tổng số 44 phiến dầm Super T đã triển khai thi công, hoàn thiện hạng mục đắp cát K95, K98, kết cấu mặt của phần đường, tổng giá trị còn lại là khoảng gần 400 tỷ. Chúng tôi sẽ triển khai thi công kết thúc vào 30 tháng 7 năm 2017, vượt tiến độ so với yêu cầu của dự án là khoảng 6 tháng. Do tiến độ của công trình nên chúng tôi không cứ ngày đêm, bất kể cả ngày nghỉ lễ, chúng tôi làm phục vụ về phần bê tông, chúng tôi phục vụ đầy đủ để đủ đạt tiến độ. Vì sự quan tâm của lãnh đạo công ty, chúng tôi cho ăn cho ở cũng ổn định để đạt được sức khỏe để phục vụ tiến độ cũng như công việc.